Anh em nha, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em hàng quay hàng trên sắt mỏng nha anh em. Và cái bước đầu tiên á, mình sẽ chỉ anh em cách chỉnh máy hàng luôn nha anh em. Cứ chỉnh máy hàng dân dụng như thế này anh em. Đấy anh em quay sát ở đây, anh chỉ anh em này, hướng dẫn anh em này. Cái nút này anh em đừng để quá lúa anh em, nút này là nút bình thường, nó chỉnh cái gì đó về đây độ mát nha anh em, độ nhạy này. Đấy còn cái điện này anh em để ý nha, cái riêng cái dòng máy này nè, cái tất cả mình theo mình thấy tất cả cái dòng máy này nha, thì cứ khi anh em hàng á, anh em sẽ để cái điện nó ngay chỗ 12 giờ nha. Mình tính 12 giờ nha anh em, đứng theo kia đồng hồ ngay 12 giờ nha. Đây thì mình thử dây nè, đó bây giờ mình thử mình để 12 giờ trước nha, mình coi dòng điện như thế nào nha anh em. Đấy như vậy á, theo mình á là hơi yếu nha, mình sẽ tăng lên một tí nha. Đấy 5 ly, tăng lên cái dòng điện 5 ly thôi nha anh em. Đấy ok chưa, đấy là anh em thấy nó ok nha. Đó còn anh em á mà muốn á mà nó mạnh nữa là anh em cứ tăng đi nha. Còn bình thường anh em vô anh em cứ để dòng điện 12 giờ cho mình nha anh em. Đấy rồi giờ mình hàng nha. Đây là cái sắt vuông 2 này, cái vuông 2 này nó đo 1 ly nha, mình sẽ chỉ hướng dẫn anh em hàng nha. Đấy mình sẽ để nó sát vô đi mình hàng cho sướng nha anh em. Đấy như này ha, rồi mình sẽ chỉ anh em hàng vẫy cá luôn nha, hàng vẫy cá luôn nha anh em. Đấy ok, chấm này anh em, chấm này. Bây giờ anh em sẽ chuẩn bị cho mình cái bút lông nha, rồi anh em sẽ vẽ lên cái đường hàng để mình hàng theo cái bút lông mình vẽ anh em. Đây nha, đấy anh em thấy không, đây là một đường hàng nha. Bây giờ mình sẽ hàng lên trên này nha anh em. Hồi nãy mình vẽ như này nè, mình vẽ vậy nè là mình chọc anh em thôi nha. Nhưng mà riêng về cái quan điểm của hàng sắt dân dụng nha anh em, thì đối với mình á là rất nhiều anh em có mẫu người có một cái thằng khác nhau, nhưng mà đối với mình á là những cái sắt hộp mà nó làm dân dụng á thì đơn giản cái độ dày nó có chừng mực, nên là mình hàng cái lửa nó vừa nha anh em. Đấy như anh em nhìn kỹ cái mẫu hàng của mình nè, đấy mình hàng nha anh em nhìn nha, nó rất là đơn giản, nó không có mà kéo hay là không có gì đó. Tại vì á khi chúng ta làm mẫu hàng mà dọn là nó kỹ quá trên cái sắt này á thì nó sẽ bị giật cái sắt. Thứ nhất là nó bị giật cái sắt, thứ hai á là anh em mài rất là tốn công nha. Đó nên là tôi giải thích luôn này là tại vì cái sắt mỏng á, anh em chỉ cần tránh dính thôi là nó có độ dẻo rất là nhiều nha. Sắt này là 1 ly nha anh em, 1 ly nha, 1 ly nha, 1 ly không đủ 1 ly đâu nha. Đấy mà anh em thấy mẫu hàng của tôi này nó rất chi là mỏng nè anh em, đâu rất là mỏng nha. Đấy có nhiều anh em á hàng cái mẫu hàng nó to lắm gọi là để vô chắc chắn, nhưng mà không phải đâu anh em. Cái vấn đề này á là trong nghề nó chỉ cái nghề thôi. Đấy nên là anh em nào mới vô nghề á mà dọn chưa biết hàng á thì có thể học theo cách của mình nha, cũng có thể bắt chước theo cách của mình nha anh em. Hàng đơn giản dễ mài dễ đồ nha anh em, dễ xử lý nha. Đấy ok anh em nha, hẹn anh em clip sau nha, mình sẽ hướng dẫn anh em vô co còn nè anh em. Đây vô co còn và cách vô co nha, mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách vô co đơn giản nhất nha, anh em nào là cũng được nha. Đó, anh em nhớ follow ủng hộ kênh nha anh em. Đấy cảm ơn mọi người nha.